thông báo về cái giá xe và ưu đãi của tháng 8 này cho mọi người xem nha. Mình sẽ bắt đầu từ trên đi xuống rồi. Ok. Đây đầu tiên là con Tiger 1200 Rally Pro. Đang có giá là 639 triệu. Và con này là Tiger 1200 GT Pro đang có giá là 619 triệu. Hai con này đang có chiếc voucher 15 triệu và giảm 30% khi mua phụ tùng. Đó là mình mua phụ tùng có nghĩa là mình giảm 30% khi mà anh mua bộ thùng top này hoặc là thùng hai bên hông. Đó. Đây là Tiger 1200 nha. Đây là con Trident 660 thì tháng này tụi em đang có chương trình rất là nhiều ưu đãi, cũng rất là hấp dẫn, là giảm 10 triệu và tặng voucher 5 triệu. Đối với Trident 660, giá con Trident 660 này là 275 triệu. Nó có màu cam, màu đen nhám, đen bóng. Tại tụi em đang để dưới kho, showroom thì không có chỗ để mà chân á, thì em quay đỡ con màu đen cho mọi người xem nha. Và đây là Tiger Sport 660, cũng chương trình ưu đãi giống như con Trident luôn. Con này là phụ kiện, cái thùng này mình lắp thêm nha. Lắp thêm. Nó có hai thùng hai bên này lắp thêm, đi xa này kiếm ok. Rồi, tiếp theo là mẫu Street Triple 2023. Màu này là màu mới 2023, đang có giá là 445 triệu. Street Triple RS. Đó. Đó, có rồi. Còn đây là T120 Bonneville. Bản này là bản dàn chân rôm, bản Black. Đang có giá là 579 triệu. Nó có một bản nữa là bản dàn chân đen. Là máy đen luôn, mà bản đó thì mình phải đặt hàng. Mà cũng coi đây cho các anh xem là cái phần này của nó nè, là đen từ trên xuống dưới luôn. Đó. Con này thì ưu đãi tháng này là tặng voucher 15 triệu. Đó. Còn bên đây là T100. Màu này màu mới 2023. Ưu đãi cho con này cũng tặng voucher 5 triệu. T100 thì bên em đang có giá là 415 triệu 900. Là màu đen, còn hai màu này là cái màu xanh cam với lại một có màu là màu đỏ trắng nữa. Là giá là 422 triệu 500. Tất cả giá em đang nói là VAT hết nha anh chị. Chưa lăn bánh. Lăn bánh thì nó phụ thuộc vào hộ khẩu mình ở đâu nữa, thì tụi em lúc đó mới tính được. Ví dụ ở thành phố thì 5%, còn mà ở huyện thì chỉ có 2% thôi. Còn đây là Speedtrin 1200, đang có giá là 589 triệu đến 595 triệu 600. Đó, tùy theo màu. Còn đây là màu cam mới của 2023 luôn. Đó, máy 1200. Còn đây là Custom RS, bản này là bản kỷ niệm, có phải bản đặc biệt á, Edition á. Đó. Con này đang có giá là 641 triệu. Còn đây là Rocket 3 GT, có giá là 899 triệu. Thì con này đang có ưu đãi là tặng voucher 15 triệu. Rocket 3 GT, xe 2023 luôn nha các anh chị. Còn bên đây là Tiger 900, này xe cũ. Này xe cũ bên em bán rồi. Đó, xe này cũng là Triple. Đó. Nhưng mà con này cũng bán rồi. Xe này màu này là màu 2022 này. 2022 mình có màu này. Sau đó 2023 là đổi sang cái màu màu đen mà có tem này. Đó. Còn có những mẫu xe hiện tại không có ở đây, nên anh chị em nào mà thích mẫu xe, ví dụ như Bitchin 900 hoặc là Scrambler 900 hoặc là những cái dòng khác, thì em sẽ báo, cứ nhắn tin cho em thì em sẽ báo giá cho mình và cái ưu đãi từng dòng. Sẽ có một số xe mà tụi em không có sẵn thì phải order. Thì ở đây em sẽ có những cái mẫu xe nào ở đây có sẵn thì em sẽ quay cho mọi người xem. Này, Rocket này là em chuẩn bị giao về Buôn Mê Thuột nè. Em cũng bán rồi, còn có một con em vừa mới về, một con xám nữa. Nào có sẵn tụi em giao liền, còn không thì mình phải chờ. Đó. Đây, em mời cho mọi người xem nha. Anh chị em nào cần về hỗ trợ trả góp hoặc là trả góp nè, tư vấn em về xem hoặc cho tất cả các